Mô hình kinh doanh mở quán phở bò là lựa chọn phổ biến của nhiều nhà đầu tư khi khởi nghiệp. Đây là một ngành được đánh giá là rất tiềm năng, mang về nhiều lợi nhuận. Điều khiến nhiều người bắt đầu kinh doanh quan tâm là chi phí mở quán phở bò là bao nhiêu, liệu có nhiều không? Ngay sau đây, hãy cùng blog khởi nghiệp đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Quán phở bò không yêu cầu vốn quá lớn, bạn chỉ cần 40 đến 80 triệu là có thể bắt đầu. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên tùy thuộc vào địa điểm, quy mô và chiến lược kinh doanh. 1. Chi phí thuê mặt bằng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mở quán phở bò là lựa chọn mặt bằng. Thực chất mở quán phở bò không yêu cầu mặt bằng quá lớn, chỉ cần thuê từ 30 đến 50 mét vuông là được, nhưng mà nên có vỉa hè. Chi phí thuê mặt bằng sẽ phụ thuộc vào quy mô, vị trí và khu vực thuê. Trong các thành phố lớn và khu vực trung tâm, chi phí thuê mặt bằng thường cao hơn so với các khu vực ngoại ô và vùng nông thôn. Ở các thành phố lớn, chi phí thuê mặt bằng thường dao động từ 8 đến 10 triệu đồng hoặc thậm chí cao hơn, trong khi ở các vùng khác, mức này thường từ 3 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị một khoản tiền đặt cọc và nộp theo chu kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Thời gian thanh toán thường do thỏa thuận giữa hai bên. Để có thể tối ưu chi phí ban đầu, bạn nên thương lượng với chủ nhà thời gian thanh toán là 1 hoặc 3 tháng để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Như vậy, tổng chi phí đầu tư ban đầu cho mặt bằng có thể nằm trong khoảng 15 đến 30 triệu đồng. 2. Chi phí sơn sửa trang trí quán. Chi phí sơn sửa trang trí thiết kế quán phở bò mà bạn phải bỏ ra phụ thuộc vào độ mới của mặt bằng và diện tích của quán. Càng những quán phở bò cao cấp thì mức chi phí này càng lớn. Nhưng nếu bạn theo mô hình quán phở bò bình dân thì chi phí cho việc này thường khoảng 13 triệu đồng. Bạn sẽ không cần đầu tư quá phức tạp mà chỉ cần lắp đặt những thiết bị cần thiết như quạt, điều hòa, đèn và biển hiệu. Lắp biển hiệu sẽ tốn khoảng 2 triệu đồng, hệ thống đèn giá khoảng 700.000 đồng, dàn quạt treo tường sẽ khoảng 1 triệu đồng, điều hòa giá khoảng 9 triệu. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể mua điều hòa cũ với giá rẻ hơn khoảng 50 hoặc 30% tùy vào tình trạng sử dụng của chủ trước. Bạn cũng có thể sơn lại tường quán hoặc thuê vẽ tường để khiến không gian quán phở bò thu hút hơn. Chi phí sơn sẽ khoảng 500.000 và bạn có thể tự sơn cho tiết kiệm. 3. Chi phí đầu tư vật chất đồ dùng trong quán. Khi mở quán phở bò, bạn chỉ cần mua những vật tư đơn giản và cần thiết. Vị chi cho khoản này sẽ khoảng 17 triệu đồng. Dưới đây là một số gợi ý cho việc mua sắm đồ cần thiết để mở quán phở bò. Khi mới bắt đầu kinh doanh quán phở bò, bạn nên chọn đồ nội thất dựa vào mô hình của quán. Bàn ghế inox thường có mức giá hợp lý khoảng 600.000 đồng, trong khi bàn ghế gỗ có giá khoảng 1 triệu 2.000 đồng. Nếu nguồn vốn của bạn không nhiều hoặc bạn theo mô hình quán phở bò bình dân, bạn có thể lựa chọn mua lại những sản phẩm bàn ghế thanh lý với giá rẻ hoặc mua các bàn ghế có chất liệu bằng nhựa cũng rất ok. Chi phí này sẽ tốn khoảng 2 triệu đồng. Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ, các thiết bị nấu phở hiện đại đã xuất hiện giúp phục vụ được lượng lớn khách hàng mỗi ngày. Các thiết bị chuyên dụng này không chỉ mang lại tiện ích trong quá trình chế biến mà còn nâng cao hiệu suất làm việc. Bạn cần trang bị đủ nồi ninh xương, nồi nấu nước dùng và nồi nhúng bánh phở với chi phí khoảng 7 triệu đồng cho bộ 3 nồi này. Các thiết bị khác như bát, đũa, tủ lạnh, các chai đựng gia vị sẽ tốn khoảng 8 triệu đồng. 4. Chi phí nhập hàng. Khi mới mở quán phở bò, lượng khách hàng chưa ổn định, bạn cần cân nhắc kỹ về định lượng nguyên liệu cần mua. Ngoài các nguyên liệu khô, các thành phần cần dùng để nấu phở bò đều cần phải tươi ngon. Mua quá nhiều nguyên liệu có thể dẫn đến lãng phí. Chi phí mua nguyên liệu sẽ thay đổi theo từng ngày. Ví dụ, nếu một ngày quán phở bò phục vụ dưới 100 khách, chi phí nhập nguyên liệu tươi sống có thể dao động khoảng 15 triệu đồng một tháng. 5. Chi phí mua sắm gia vị nguyên liệu. Chi phí mua sắm gia vị phục vụ cho quán phở bò trong một tháng sẽ phụ thuộc vào quy mô và lượng khách hàng. Tuy nhiên không quá lớn vì các gia vị như muối, tiêu, đường, nước mắm, mì chính, tỏi ớt khá rẻ. Ước tính chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng một tháng. 6. Chi phí thuê nhân viên. Chi phí thuê nhân viên nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào quy mô kinh doanh quán phở của bạn. Quán phở càng lớn, bạn càng phải bỏ ra nhiều chi phí thuê nhân viên từ phục vụ, thu ngân, đầu bếp, bảo vệ. Thông thường một quán phở bò với quy mô nhỏ, thường chủ quán sẽ là đầu bếp luôn và bạn sẽ chỉ cần một nhân viên chạy bàn kiêm luôn tạp vụ.
Hiện nay, mức lương cho nhân viên phục vụ thường nằm trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng, 8 tiếng, không bao gồm bữa trưa và tối. 7. Chi phí khác. Ngoài những chi phí trên thì bạn cũng cần phải chi trả cho những khoản tiền như điện, nước. Chi phí điện nước tại quán phở sẽ phụ thuộc vào mức độ hoạt động và giá cả của điện nước trong khu vực. Nó có thể rơi vào khoảng 3 triệu đồng một tháng vào mùa hè. Mùa đông sẽ ít hơn, sẽ khoảng 1 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đầu tư quảng cáo cho quán phở của bạn. Điều này cũng góp phần thu hút khách hàng đến với quán. Bạn có thể phát tờ rơi, quảng cáo trên Facebook, TikTok. Vị chi cho khoản này sẽ khoảng 1 triệu đồng. Hy vọng với những thông tin mà blog khởi nghiệp chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi chi phí mở quán phở bò là bao nhiêu, để có kế hoạch kinh doanh cụ thể và phân bổ chi phí hợp lý. Chúc các bạn kinh doanh thành công! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé!